Xin chào mọi người, mình là Thê Lý, chuyên về bên lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe toàn diện. Coi nhẹ những thay đổi nhỏ sẽ dẫn đến những biến đổi lớn. Cơ thể con người là tập hợp của khoảng 60.000 tỷ tế bào. Do đó, một cơ thể thực sự khỏe mạnh là một cơ thể trong trạng thái tất cả 60.000 tỷ tế bào này cùng khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Mỗi một tế bào đều là một sinh mệnh sống thực hiện các công việc bổ sung enzyme, dinh dưỡng, bài tiết các chất cặn bã và sản sinh năng lượng cho cơ thể. Do đó, để đảm bảo mỗi một tế bào đều ở trạng thái khỏe mạnh, ta cần phải đảm bảo việc cung cấp các enzyme, chất dinh dưỡng cần thiết cho tất cả các tế bào, đồng thời đảm bảo các chất cặn bã, carbon dioxide được đào thải ra bên ngoài một cách thuận lợi. Một điều quan trọng nữa là chúng ta cần phải đảm bảo để các quá trình lưu thông thể dịch là lưu thông máu và lưu thông bạch huyết trong cơ thể diễn ra thuận lợi. Lý đã rất nhiều lần nói rằng hút thuốc lá và uống rượu là những thói quen sinh hoạt tồi tệ nhất, bởi chúng không chỉ đơn thuần gây ra tổn thương cho một bộ phận cố định như gan hay phổi, mà chúng còn khiến cho các mao mạch toàn thân bị co thắt lại và đặc biệt là gây tổn hại đến quá trình lưu thông máu và bạch huyết trong cơ thể. Khi việc uống rượu và hút thuốc diễn ra nhiều đến mức trở thành thói quen trong sinh hoạt, các mao mạch toàn thân sẽ bị co thắt và từ đó không thể vận chuyển đầy đủ các chất dinh dưỡng và enzyme tới các cơ quan quan trọng trong cơ thể. Các chất dinh dưỡng không được vận chuyển đến các cơ quan thì đồng thời, các chất cặn bã trong cơ thể sẽ không được đào thải ra bên ngoài. Nói một cách dễ hiểu thì các tế bào, đại bộ phận trong 60.000 tỷ cá thể cấu thành nên cơ thể người sẽ rơi vào trạng thái táo bón. Và cũng tương tự như việc phân đóng khối trong đường ruột sẽ gây ảnh hưởng xấu đến toàn thân, thì tình trạng táo bón của các tế bào sẽ trở thành nguyên nhân cho nhiều vấn đề khác phát sinh. Những người có thói quen hút thuốc, uống rượu, những người có da khô, thô ráp, những người có da xỉn màu cần phải biết rằng những hiện tượng đó đều là các tín hiệu nguy hiểm mà cơ thể phát ra cho chúng ta. Da xỉn màu, thô ráp chính là do các tế bào da đang trong trạng thái thiếu axit và không thể đào thải hết các chất cặn bã cũng như độc tố khiến chúng tích tụ trong các tế bào gây nên. Những người có da xấu do rượu hay thuốc lá thì trong cơ thể họ cũng đã xảy ra những thay đổi khác như niêm mạc dạ dày, ruột hay thậm chí là các mao mạch bị biến dạng xuất huyết. Ngay cả bệnh ung thư đáng sợ có thể lan ra khắp cơ thể ban đầu cũng chỉ là do sự thay đổi cấu trúc di truyền ở một tế bào mà ra. Chúng ta tuyệt đối không được coi nhẹ những thay đổi hiện tượng dị thường dù là nhỏ nhất. Những năm gần đây, không tính đến những người mắc những căn bệnh nặng, ngày càng có nhiều đột tử. Y học hiện đại ngày nay vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân, nhưng nếu là một người thực sự khỏe mạnh thì sẽ không có chuyện chết một cách đột ngột đến như vậy. Con người đi đến cái chết chắc chắn là có một nguyên nhân nào đó. Những người đột tử là do những cơn đau, những thay đổi ở cấp độ tế bào hay những tiến hóa bất thường không đi kèm với những triệu chứng chủ quan tiến triển trong thầm lặng. Bệnh tật không bao giờ đến đột ngột mà không báo trước. Mỗi một tế bào cấu thành nên cơ thể bạn đều luôn nỗ lực hết mình để đảm bảo bạn có thể sống hết tuổi thọ tự nhiên của mình. Tuy nhiên, chúng lại không được tự do lựa chọn làm những gì có lợi cho mình. Chúng chỉ bị động nhận lấy những gì mà bạn chọn và đưa vào cơ thể thông qua trung gian là mạch máu. Thế nhưng, ngay cả trung gian là mạch máu này cũng có thể bị cắt giảm tùy theo những lựa chọn của chính bạn. Con người luôn rất mẫn cảm với những vết thương ngoài da hay những thay đổi biểu hiện ra bên ngoài và dễ dàng nhìn thấy bằng mắt. Thậm chí nếu trong các cơ quan bên trong cơ thể, nơi chúng ta không nhìn thấy xuất hiện những thay đổi đi kèm với những cơn đau, chúng ta cũng sẽ ý thức và đi khám. Thế nhưng lại chẳng mấy ai có thể phân biệt được tình trạng khỏe mạnh với tình trạng vô bệnh. Tình trạng các thay đổi ở cấp tế bào đang diễn ra mà không kèm theo những cơn đau hay cảm giác lạ. Phần lớn mọi người đều không để bản thân mình suốt ngày bị lo lắng xem mình có đang bị bệnh tật gì hay không, dù cho nó có đang đau đớn. Trong cuộc sống hiện nay, có những lúc chúng ta biết là làm thế sẽ có hại cho cơ thể nhưng vẫn phải làm. Để tồn tại trong xã hội hiện đại thì chúng ta chẳng còn cách nào khác. Thế nhưng, càng là như vậy chúng ta càng cần phải nắm được những tri thức quan trọng này. Chúng ta phải biết hút thuốc lá và uống rượu khiến cơ thể xảy ra những biến đổi gì. Hấp thu quá nhiều các loại thực phẩm từ động vật sẽ khiến các tế bào chịu tổn thương bao nhiêu, hay những hành động của chúng ta ảnh hưởng như thế nào tới cơ thể. Bởi nếu bạn biết được bên trong cơ thể mình đang diễn ra điều gì, hay bạn biết hành động như thế sẽ gây tổn hại đến các tế bào, thì dẫu một lúc nào đó bạn bắt buộc phải vi phạm các điều này, ngay sau đó bạn cũng sẽ sôi sục ý chí, nhất định phải chăm sóc bản thân, phải yêu thương chính mình hơn nữa. Còn nếu chẳng bao giờ có thể suy nghĩ được như vậy thì chắc chắn bạn sẽ không thể phòng tránh hay chữa khỏi các căn bệnh liên quan đến lối sống sinh hoạt mà chúng ta đang gặp phải. Chỉ có chính bản thân mình mới yêu thương cơ thể mình mà thôi. Bạn cần biết, dù bạn có bị bệnh hay bạn có thể sống khỏe mạnh, tất cả đều là do sự lựa chọn của chính bạn mà ra. Do đó, bạn cần phải biết yêu thương chính bản thân mình. Đó cũng chính là bước đầu tiên để bạn có được sức khỏe thật sự. Cảm
cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của Lý. Hy vọng là qua video này thì mọi người đều có ý thức chăm sóc sức khỏe của mình cũng như là yêu thương chính bản thân của mình. Nếu mọi người thấy video này hay, có giá trị và ý nghĩa thì hãy cùng Lý chia sẻ video này đến cho người thân, bạn bè và cộng đồng để chúng ta cùng nhau biết chăm sóc sức khỏe. Và đừng quên là hãy đăng ký kênh Facebook cũng như là YouTube của Lý để không bỏ lỡ bất cứ một giá trị nào Lý chia sẻ.